Vâng, em xin chào các bác. Này, hôm nay em lên cho các bác ở đây là một cái bộ dàn Onkyo size mini, size nhỏ để chúng ta nghe nhạc ở trong phòng ngủ. Này, chúng ta có với cái bộ này thì mình có thể là cắm máy tính điện thoại nghe nhạc, hoặc là mình có thể cắm iPhone, iPad, này, iPod nghe nhạc qua cái cổng USB ở đây nhá. Này, cổng USB iPod này để hỗ trợ để mình cắm tất cả các dòng máy iPhone, iPod để mình nghe nhạc các bác nhé. Con này có mã là con Onkyo CRU1, CRU1. Đấy. Thang quen là đầy đủ e-căng nhé. Đấy, em bỏ e-căng ra để em cho các bác xem cái loa bên trong của nó. Đấy. Còn đúng ra là e-căng nó sẽ đậy vào như này. Đấy. Đấy. Đậy vào như này. Đấy. Được chưa? Đấy, bây giờ sẽ đậy cái e-căng vào đây nhé. Thì đầu tiên em quay bỏ ra để cho các bác thấy là cái bát viết của nó là còn ok. Vẫn biết là chưa hề bị mục hay là bị làm sao cả nhá. Màng biết là vẫn còn đầy đủ, không bị mục rách hay gì cả nhá. Đấy, được chưa? Đấy, bây giờ em sẽ đậy cái này vào. Và trước khi đậy em sẽ đo luôn kích thước bát cho các bác này. Đấy, con này có đường kính loa bát là 10 cm. Đấy, các bác nhá. Màng giấy cần cao su nên là tiếng nghe rất là êm đềm. Đấy. Đấy, có chờ em thì em dừng máy, em đóng cái căng vào lại nhá. Đây này, căng của nó là chân của nó là chân nó rắn đổ keo đấy, em phải cậy rất là khéo mới ra được đấy. Cậy mãi mới ra được đấy nhá. Đây như các bác nhá, thì đây là cái bộ dàn CRU1 sau khi em đã đậy căng ngoài, có nhìn thấy không? Đấy, hàng có căng màu trắng rất là đẹp đấy. Ở trên ngoài nó sẽ có, ở phía mặt máy sẽ có chiếc Onkyo này đấy. Còn nó có Onkyo nhá, đấy, cả bộ dàn đây. Hàng rất là đẹp các bạn thấy không ạ? Kiểu dáng rất là nhỏ gọn thôi và cũng rất là mỏng. Đời máy rất là mới gần đây nhé, đời máy sản xuất năm 2011. Đấy. Mình có thể kết nối với máy tính điện thoại nghe nhạc, hoặc mình có thể kết nối với cả iPod, iPhone nghe nhạc qua cổng USB nhé. CRU1. Công suất mỗi loa là 30W. Đấy. Có thể sử dụng trong các cái phòng diện tích nó khoảng tầm 15 đến 20m², 25m² đổ về nhé các bác nhé. Đấy. 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 Ở đây thì nó hơi bị rách một tí vải căng này. Nói chung là hàng bãi nó về là không tránh được. Đấy. Nhá. Chắc chắn sẽ có một vài bên xuất sát, nói chung là nó không đáng kể lắm mà thôi. Đấy. CRU1 nhá. Đấy. Cái con này thì là cái chức năng CD hiện tại là em có thử, nhưng mà cái đĩa đang không ra vào nên em bán con này là chủ yếu là về cắm máy tính điện thoại nghe nhạc nhé. Không bao chạy chức năng công suất thôi. Còn đâu là về cái này các bác, về các bác tự test nhé. Cái này bác nào cần đọc đĩa thì có thể là mang ra mấy anh thợ mà nhờ các anh thay dây cua loa cho nhé. Cái này dây cua loa nó trùng nó không ra được. Đấy. Đấy, còn để chuyển về đường máy tính điện thoại này các bác ấn line này. Ấn nút line input ở trên đây nhé và chuyển nó về đường line nhé. Đấy, thế là được rồi. Và mình có thể to nhỏ ở đây. Con này nghe dập không đời và nhạc vàng rất là hay. Đấy. Kích thước của tổng bộ dàn này thì là nó có chiều ngang đây. Đấy, chiều ngang của nó là 47 cm. Đấy. Đấy, sâu là đi 26 cm và cao là đi 20.5 cm nhé. Đấy. 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 Xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó. Thì đây là chức năng kết nối điện thoại máy tính này. Đấy nhá. Đấy. Em sẽ thử cho các bác thêm một cái đoạn nhạc có lời. Đấy. Đấy, dòng nhạc acoustic mộc.
Con này trung âm rất là sáng nên là nghe những cái dòng nhạc mộc Augustic này rất là hay luôn. Đấy, không thua kém cho nó giàn giải cả. Mưa rơi cách biệt dài lâu, nước vẫn trôi màu, mắt vẫn hoen sầu, đành để hôn theo nước trôi không màu. Gió kiếp hay sao không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau. Cái tiếng guitar nó gảy nghe rất là rõ nét, có thấy không? Một người bên xa ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau, một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bóng ngừng ngang đầu. Cuộc tình thương đau em trôi theo nước xuôi về đâu, hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau. Ok nha, thì đây là bộ CRU1 đấy. Giá của bộ này là 1.900.000 các bác nhé. Bán bao chạy công suất để về các bác cắm máy tính điện thoại nghe nhạc. Và các bác nào có iPhone cổng sạc USB như này thì các bác cắm vào đây thì mình sẽ có thể là kết nối với iPhone, iPod để mình nghe nhạc nhé. Nghe qua YouTube hoặc nghe qua các ứng dụng của iPhone đều được hết. Vâng, em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.